Thùy Tiên làm nũng với mẹ Teresa sau màn chặt chém dàn Miss Grand International cho thêm một nhiệm kỳ mới chịu uống thuốc. Đấu trường sắc đẹp Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 vẫn đang diễn ra sôi nổi tại Indonesia với nhiều phần thi hấp dẫn. Là đương kim Miss Grand International, Thùy Tiên cũng đã đồng hành xuyên suốt cùng cuộc thi ngay từ những ngày đầu. Cô gây ấn tượng với các fan sắc đẹp quốc tế bởi nhan sắc ngày càng chín mùi và những màn xuất hiện lúc nào cũng lộng lẫy chuẩn nữ hoàng. Kể từ sau khi đăng quang, Hoa hậu Thùy Tiên rất được lòng Mr. Nawaz, chủ tịch, và bà Teresa, phó chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International. Cả hai người đều rất yêu mến Thùy Tiên và không tiếc lời khen ngợi cô trước công chúng. Trên trang cá nhân, Thùy Tiên cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc thân thiết bên ba mẹ, khiến dân tình không khỏi thích thú. Mới đây, nàng hậu họ Nguyễn lại tiếp tục đăng tải đoạn clip nũng nịu bên mẹ Teresa. Trong đó, Thùy Tiên tỏ vẻ đáng yêu khi không chịu uống thuốc. Vốn cưng chiều gái út nên phó chủ tịch Miss Grand International đã dỗ cô cố gắng chịu đắng, bà sẽ cho thêm một nhiệm kỳ. Chỉ đợi có vậy, đương kim Miss Grand International Thùy Tiên đã uống ngay và luôn viên thuốc trên tay. Ngay khi xuất hiện, bài đăng của Thùy Tiên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều tỏ vẻ thích thú trước màn nhõng nhẽo đáng yêu của mỹ nhân Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng không ít fan tỏ vẻ lo lắng cho sức khỏe nàng hậu khi không biết cô bị bệnh gì mà phải uống thuốc như vậy. Ngày 20 tháng 10, đêm thi trang phục dân tộc của Miss Grand International 2022 đã chính thức diễn ra. Đêm thi là một bữa tiệc màu sắc và âm thanh đúng nghĩa khi có sự góp mặt của những đại diện ưu tú tới từ nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, sự kiện cũng đã quy tụ những mẫu thiết kế độc đáo, mang đậm màu sắc của các quốc gia trình diễn. Bên cạnh phần thi của dàn thí sinh, những nàng hậu của Miss Grand International qua các năm cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả. Mở đầu đêm thi, các nàng hậu Miss Grand International đã có màn chào khán giả đầy ấn tượng. Janelle Jabajo, Miss Grand International 2013, Ariska Bucci Betiqui, Miss Grand International 2016, Clara Sora, Miss Grand International 2018, lần lượt được giới thiệu và có những màn xuất hiện xinh đẹp trước ống kính. Nhận được sự chú ý lớn nhất chắc hẳn là Miss Grand International 2019 Valentina Figueroa và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người đang đương nhiệm chức danh Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Từng được bình chọn là Best Face của Miss Grand International, Valentina giờ đây lại khiến khán giả hốt hoảng vì gương mặt căng cứng, phần mũi sưng to một cách bất thường đã khiến khán giả đặt ra nghi vấn nàng hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Quả thật, nàng hậu tới từ Venezuela đã lộ rõ gương mặt thiếu tự nhiên khi cười, phần đầu mũi của cô nàng cũng căng ra đầy khác thường khiến khán giả đặt ra nghi vấn. Bên cạnh những ý kiến công kích thì cũng có không ít khán giả cho rằng những đặc điểm khác thường của Valentina chỉ là do ánh sáng hoặc do bị layout make-up hại. Trái ngược với nàng hậu Venezuela, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên lại hoàn toàn ghi điểm trong mắt khán giả với nụ cười tươi tắn, khí chất sang trọng và nhan sắc yêu kiều. Nhiều khán giả cho rằng Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã bỏ xa Valentina cả về nhan sắc lẫn khí chất để trở thành nàng hậu tỏa sáng nhất trên hàng ghế ban giám khảo. Đáng chú ý, Thùy Tiên cũng thuộc thành phần ban giám khảo cầm cân nảy mực tại đêm thi quan trọng này. Tuy nhiên, nàng hậu cũng có hành động tinh tế khi chia sẻ lại phần trình diễn của Thiên Ân trên trang cá nhân. Đây được xem là động thái khích lệ tinh thần cho đàn em của đương kim Miss Grand International. Ngoài Thùy Tiên, Miss Grand International 2019 và Miss Grand International 2020 cũng đã thể hiện sự thích thú với thiết kế dân tộc của Việt Nam trên trang cá nhân. Về phần Thiên Ân, dù gặp một chút sự cố khi chiếc vòng xoay ở giữa của bộ trang phục dân tộc trúc chỉ không hoạt động như khi ở Việt Nam, nhưng nàng hậu đã tự tin khắc phục và mang đến phần trình diễn trọn vẹn. Người hâm mộ cũng hy vọng rằng Thiên Ân sẽ giữ vững tinh thần thật tốt để tiếp tục bước vào hai đêm thi quan trọng tiếp theo là bán kết và chung kết của Miss Grand International 2022.